Xin chào mọi người. Có một câu nói mang tính chất thời đại của Christian Dior như thế này: mùi hương của nàng nói về nàng nhiều hơn cả chữ viết tay. Người ta có thể quên một khuôn mặt, quên một giọng nói, thế nhưng ở sâu trong tiềm thức thì lại lưu giữ một mùi hương. Và cũng giống như son môi thì nước hoa là một vật không thể thiếu đối với phụ nữ, và chắc hẳn cô nàng nào cũng sẽ sở hữu cho mình một vài chai nước hoa. Tuy nhiên, việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm này sao cho đúng cách thì lại không hề đơn giản như bạn nghĩ. Và hãy cùng Tokyo Life tìm hiểu trong video này nhé. Một loại nước hoa thì không thể được tạo nên từ một mùi hương duy nhất, nó sẽ tập hợp rất là nhiều mùi. Và ẩn chứa trong một lọ nước hoa sẽ gồm 3 tầng hương được hòa quyện với nhau một cách rất là tinh tế, gồm hương đầu, hương giữa và hương cuối. Trong đó thì hương đầu có thể lưu hương từ 10 phút đến 60 phút, hương giữa có thể lưu hương từ 1 giờ đến 6 giờ và hương cuối có thể lưu hương lên đến 24 giờ. Và việc sử dụng nước hoa thì rất là dễ, thế nhưng đơn giản như vậy thì người ta đã không coi nước hoa như một thứ vũ khí quyến rũ nhất mọi thời đại. Và sau đây thì sẽ là một số lưu ý khi sử dụng nước hoa. Không vứt bỏ hộp giấy. Chiếc hộp giấy được thiết kế cho từng chai nước hoa, không chỉ để làm đẹp và tránh va đập mà còn giúp bảo quản mùi thơm. Vì vậy bạn đừng vứt đi. Mỗi lần dùng, bạn chịu khó mở ra, sau đó cho vào hộp. Tuy hơi mất công nhưng chai nước hoa của bạn sẽ lâu hỏng hơn. Nước hoa tốt nhất khi được chứa trong lọ nhỏ. Một lọ nước hoa chỉ nên được sử dụng trong một thời gian ngắn và oxy chính là kẻ thù của nước hoa. Chúng sẽ từ từ phá vỡ các phân tử và làm biến đổi tính chất của nước hoa, giảm hiệu quả khi sử dụng. Vì vậy mà bạn nên chọn những lọ nước hoa có dung tích không quá lớn, như nước hoa của Tokyo Life chỉ với 20ml, có khả năng duy trì sự tươi mới của nước hoa tới 3 tháng. Thiết kế thuôn gọn, dễ dàng bỏ túi và mang theo sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm nước hoa của Tokyo Life có tới 19 mùi hương, được đánh số từ 1 đến 19 theo số La Mã và được chia ra 4 dòng hương thơm khác nhau. Trong đó, dòng hương thơm đẳng cấp, sức sống, lôi cuốn là dành cho nữ và dòng hương thơm mạnh mẽ là dành cho nam. Với những nhóm mùi đa dạng như vậy, bạn sẽ có cho mình sự lựa chọn đa dạng và phù hợp hơn. Và để giúp cho mọi người có thể yên tâm lựa chọn đúng mùi mà mình yêu thích, thì tại các khu vực bán nước hoa của Tokyo Life đều được trang bị thêm các dụng cụ để nhân viên giúp khách hàng thử nước hoa ngay tại chỗ. Mọi người có thể xịt nước hoa vào giấy thử, chờ 5 đến 10 giây cho bay hết mùi cồn để ngửi được hương đầu, khoảng 20 đến 30 phút sẽ ngửi được hương giữa và sau 60 đến 60 phút là ngửi được hương cuối cùng. Để chọn được một loại nước hoa ưng ý và sử dụng hiệu quả không phải là quá khó, thế nhưng lại cần đến những kỹ năng nhất định. Hãy đến với Tokyo Life, trải nghiệm sản phẩm và áp dụng những hướng dẫn trên để chọn cho mình một loại nước hoa phù hợp nhất nhé.